Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer hoãn quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Hạm đội Biển Đen của Nga được cho là đã sơ tán khỏi căn cứ hải quân tại cảng Novorossiysk để tránh mối đe dọa từ các tên lửa tầm xa mà Mỹ và Anh gửi cho Ukraine. Những tính toán của Tổng thống Putin trong chuyến thăm tới Mông Cổ và các nước khu vực châu Á. Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Bình luận quốc tế. Thưa quý vị, trong khi Tổng thống Zelensky liên tục kêu gọi các nước đồng minh dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng tên lửa tầm xa bắn vào Nga, thì các nước lớn như là Mỹ, Anh và Đức lần lượt từ chối đề nghị của Kiev. Phải chăng điều này cho thấy lời cảnh báo về làn danh đỏ mới của Tổng thống Putin đã có tác dụng hay nó báo trước một bước ngoặt cho cuộc xung đột? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chúng tôi trước khi đi vào bình luận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rất khó khi phải liên tục nghe đồng minh phương Tây nói rằng họ đang cân nhắc quyết định dỡ bỏ giới hạn đối với tên lửa tầm xa. Tổng thống Zelensky nhiều tháng qua kêu gọi đồng minh cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ và tên lửa Storm Shadow của Anh để đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 13 tháng 9 theo giờ địa phương. Tổng thống Biden và Thủ tướng Keir Starmer có kế hoạch xem xét lại vấn đề này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng leo thang xung đột Nga-Ukraine. Hai lãnh đạo Mỹ-Anh đồng thời lưu ý cảnh báo của Moscow rằng những động thái như vậy có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về cuộc chiến giữa Nga và NATO. Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng Nga coi việc phương Tây trì hoãn hậu thuẫn Ukraine bằng những quyết định cứng rắn là một lời chấp thuận để họ làm bất cứ điều gì họ muốn. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ trực tiếp tham gia xung đột với Moscow nếu Mỹ và Anh cho phép Kiev sử dụng những vũ khí như ATACMS hay Storm Shadow tấn công sâu vào Nga. Theo Independent, Tổng thống Putin khẳng định việc lập trình những tên lửa này sẽ phải do quân nhân NATO thực hiện và điều này đồng nghĩa NATO đã vào thế đối đầu trực tiếp với Điện Kremlin. Khi được hỏi về bình luận nêu trên, Tổng thống Biden đáp, tôi không nghĩ nhiều về ông Putin. Trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Starmer, Nhà Trắng đã nói rằng mọi thông báo quan trọng liên quan đến Ukraine nhiều khả năng sẽ không xuất phát từ cuộc họp này. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky công bố kế hoạch gặp Tổng thống Biden trong tháng này để đề xuất kế hoạch chiến thắng nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi với Nga. Vâng, tôi xin được giới thiệu vị khách mời quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là việc Ukraine liên tục kêu gọi các nước đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa đã phần nào lôi Mỹ và Nga vào thế căng thẳng. Mỹ, Anh và Đức cùng một số nước khác thì mới đây đã hoãn quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào Nga. Phải chăng lời cảnh báo về làn danh đỏ của Tổng thống Putin đã hiệu nghiệm, thưa chuyên gia? Thật ra ở đây thì tôi muốn nói với các bạn một tí là tại sao cái thông tin thế giới ít đề cập đến Tổng thống Ukraine Zelensky liên tục đưa phát ra cái tín hiệu yêu cầu Mỹ và châu Âu cho phép Ukraine sử dụng cái hệ thống tên lửa tầm xa, kể cả máy bay F-16 tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tại sao là như vậy? Cái này chủ yếu xuất phát từ cái tương quan lực lượng trên chiến trường Ukraine. Khi mà từ cuối tháng 6 2023 năm ngoái, cuộc tổng phản công của Ukraine thất bại, thì từ cuối năm 23 của đồng bàn bây giờ, 10 tháng nay, chính quyền Zelensky dồn dập liên tục đưa ra yêu cầu Mỹ và châu Âu cho phép chính quyền Kiev sử dụng cái vũ khí của Mỹ và châu Âu cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cái này nó phản ánh những cái tương quan chiến trường của Ukraine. Cái tổng phản công tháng 6 năm 2023 thất bại hoàn toàn. Và kể từ cuối năm 23 đến đầu năm 24 đến bây giờ nữa, thì trên chiến trường của Ukraine, chiến trường chính ở lãnh thổ Ukraine nữa, thì gần như là cơ bản là quân đội Nga làm chủ ở thế chủ động tấn công. Và Ukraine rút lui từng phần một. Trên chiến trường
tình căng thẳng như vậy, bên bờ vực như vậy, thì càng thúc đẩy Tổng thống ra dân cái càng phải dồn dập liên tục đưa ra, mà không phải kêu ra bằng lời nói đâu ạ. Liên tục sang các nước châu Âu và sang Hoa Kỳ, tăng cường tiếp xúc các cái quan chức cấp cao của Hoa Kỳ với châu Âu, nói trực tiếp để yêu cầu có cái này. Trên cái tần suất của Tổng thống Ukraine Zelensky mà yêu cầu nó ngày càng là phản ánh cái thực trên chiến trường này. Chứ nếu cái chiến trường mà nó ngon lành kiểu như là cuối năm 22 á, thì rõ ràng họ cũng yêu cầu những mức độ khác thôi ạ. Trên bản chất của cái yêu cầu dồn dập mang tính kêu gọi mà căng thẳng này là do cái thực trạng chiến trường. Và đến bây giờ thì tôi tin rằng Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thấy rằng không có khả năng thắng Nga rồi. Chỉ có điều ông ta không nói thôi. Và ông ta muốn làm gì? Lôi kéo cả NATO vào đánh Nga. Chẳng hạn. Bản chất là muốn lôi kéo toàn bộ NATO vào đánh Nga. Thực chất là như vậy. Những cái điều này là cái điều mà chính quyền Tổng thống Joe Biden rất cẩn thận. Ngày 31 tháng 5 vừa rồi, thì Tổng thống Joe Biden cũng là tuyên bố công khai ở Paris, nói rằng là Hoa Kỳ không cho phép chính quyền Ukraine sử dụng các vũ khí Hoa Kỳ cung cấp để đánh sâu quá 300 cây số vào lãnh thổ Nga. Ông ta nói rằng chúng tôi cung cấp vũ khí để cho Ukraine có thể tấn công dọc biên giới Ukraine và Nga thôi ạ. Tấn công một căn cứ quân sự của Nga trên lãnh thổ Nga như dọc biên giới, chứ không cho phép bắn sâu quá 300 cây số. Và đến bây giờ thì cái dư luận quốc tế đưa ra nhiều tin rằng có vẻ như chính quyền Joe Biden có khả năng gỡ bỏ cái vành lãnh đỏ này. Nhưng theo tôi biết thì chưa. Lần này là anh đi đâu? Chính quyền anh đề nghị với chính quyền Joe Biden là phải bỏ cái này. Nhưng Mỹ cũng đồng ý. Chứ còn Đức thì có thay đổi thái độ. Thái độ của Đức trong cái châu Âu thì tôi thấy Đức là một cái trụ cột kinh tế. Họ có thay đổi thái độ. Và kiên quyết không đồng ý. Còn Pháp thì rõ ràng Macron nguyên thủ quốc gia mà cũng khó đoán định. Cũng có một thời kỳ ông ta có quan hệ khá ổn định với Tổng thống Putin. Từ ngày 24 tháng 2 năm 22, khi xảy ra chiến sự Nga-Ukraine, rồi Mỹ và châu Âu cũng lên tiếng phản đối và kêu gào đánh bại Nga. Thì trong tháng 2 năm 22 đến tháng 10 năm 22, tháng 9 năm 22, trong 4 năm tháng ấy thì đã cũng có mấy chục lần Tổng thống Macron điện đàm với Tổng thống Putin rồi. Và có lần Tổng thống Macron là nói về các đồng nghiệp châu Âu là chúng ta không được làm nhục Nga. Không được làm nhục Nga. Vì cuối cùng rồi sau kết thúc chiến tranh sợ buồn ta không phải làm việc với Nga thôi. Thì tôi cho để là lóe sáng cái thông minh của Tổng thống Macron. Thế rồi cuối năm 23 đến bây giờ chúng ta lại quay 180 độ. Lại đi đầu trong việc là chống Nga. Ngày 26 tháng 2 vừa rồi, chính là Tổng thống Macron yêu cầu là cần được NATO đưa quân vào Ukraine đánh bại Nga. Mấy cái việc này Mỹ phản đối, Đức phản đối. Trên trong trường hợp này thì rõ ràng là đối với châu Âu cũng có thái độ khác nhau. Tại sao vấn đề chúng ta cần phải lý giải tại sao mà cuối cùng thì vẫn vì Mỹ đồng ý thôi. Mỹ có đồng ý thì anh mới đồng ý. Pháp, Đức, vân vân mới đồng ý. Là vì thế này. Hệ thống vệ tinh nhận đường là Mỹ nắm nhỉ ạ. Hiện nay 100 cái vệ tinh của Mỹ phục vụ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Các cái vũ khí tầm xa này dứt khoát phải thông qua cái hệ thống điều khiển của Hoa Kỳ. Mà Mỹ cũng đồng ý thì làm sao mà Anh, Pháp và Đức làm được. Chứ cái nút cuối cùng vẫn nằm ở phòng bầu cử Nhà Trắng. Vấn đề tại sao đến bây giờ Tổng thống Joe Biden vẫn không đồng ý. Tôi nói với các bạn,
Tôi tin rằng bây giờ là 5 tháng 11, tức là bầu cử Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Nếu bây giờ mà chính quyền Joe Biden đồng ý, Biden xanh, cho chính quyền Ukraine dùng vũ khí tầm xa đánh sâu vào lãnh thổ Nga, thì chưa biết cái gì xảy ra cả. Cái này một tuần Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện đang là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Nga đã nói thế này. Nga không hù dọa ai cả. Trong chiến lược hạt nhân mới của Nga bổ sung điều chỉnh này, nếu Nga bị tấn công, cái trung tâm kinh tế và công nghiệp quân sự quan trọng Nga bị tấn công, thì chắc chắn Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Medvedev chưa nói là vũ khí gì cả, nhưng mà chắc chắn biến toàn bộ lãnh thổ Ukraine trở thành một vùng xám ở châu Âu, kết thúc cuộc chiến này. Và như vậy thì nói gì thì nói thôi, những cái đầu nóng ở Washington cũng phải cẩn thận thôi. Cái lằn ranh đỏ là chỗ này. Và tôi tin rằng là bây giờ đến cái mùng 5 tháng 1 bầu cử đó, thì tôi nghĩ rằng là chính quyền Joe Biden đủ thông minh để không bật đèn xanh cho chính quyền Ukraine dùng tên lửa tầm xa, dùng máy bay F-16 và các vũ khí khác đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Bởi vì như vậy thay đổi cuộc chiến. Và nếu như cuộc chiến thay đổi bước ngoặt như vậy, thì cử tri Mỹ họ sẽ trút căm dần lên chính quyền Joe Biden. 150 tỷ tiền thuế của chúng tôi, các ngài đổ vào đâu, mang lại hậu quả gì? Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta chưa thể nói xa được. Cuộc chiến Nga-Ukraine là quan hệ chặt chẽ bầu cử của Hoa Kỳ. Năm một thì chắc chắn là sẽ không có công chuyện chính quyền Joe Biden sẽ bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa sát đánh vào sâu lãnh thổ Nga đâu. Và cái điều này tôi đồng ý như bạn đặt vấn đề là cái lằn ranh đỏ, bởi vì Nga đã nhiều lằn ranh đỏ rồi, nhưng mà lần này tôi cho này là cuối cùng có tác dụng. Và tôi nghĩ là chỉ có thể một đêm, bây giờ là mùng 5 tháng 11 thôi, còn sau mùng 5 rồi tôi không biết được cái gì xảy ra cả. Chúng ta hãy chờ tiếp tục bàn xem nếu như bà Harry trở thành tổng thống thì bà để xử lý bài toán Nga Ukraine thế nào. Nếu Trung Trump mà trở lại Nhà Trắng thì tôi nghĩ là không phải như dư luận hiện nay đâu ạ. Cái dư luận ở Mỹ, dư luận ở châu Âu, dư luận ở thế giới nghiêng về cho rằng là nếu cựu tổng thống Donald Trump mà trở lại Nhà Trắng thì ông ta sẽ ủng hộ ông Putin, rồi sẽ là cắt viện trợ Ukraine, rồi buộc Ukraine phải đàm phán để kết thúc chiến tranh với Nga. Tôi không tin điều này. Đây là một thôi, còn những khả năng còn sâu hơn nữa cơ ạ. Với một con người mà tính khí thất thường như vậy đó, thì đừng có dài dột đến làm phương án nào cả. Mọi phương án đều khả năng sẽ đổ bên trong 400 cả. Khi mà ông điên lên thì ông sẵn sàng kích động thành chiến tranh không được đâu. Trên dư luận hiện nay tôi thì cũng đồng tình với dư luận ở Mỹ và dư luận quốc tế là cứ lo 100 trở lại thì ông sẽ ủng hộ Nga, ông sẽ cắt viện trợ không có đâu. Mà tôi rất sợ rằng 100 mà quay lại nữa, tình hình cuộc chúng rồi nguy hiểm hơn cả. Vâng, thưa chuyên gia, việc cân nhắc dỡ bỏ giới hạn đối với tên lửa tầm xa đối với Ukraine để tránh vượt qua lằn ranh đỏ của Nga có phải là dấu hiệu cho thấy các nước đồng minh đang muốn vận động Ukraine tham gia các phương án đàm phán hòa bình tiềm năng để ngừng xung đột đi xa không ạ? Thật ra mà nói thì ngay trong chính quyền Mỹ cũng đã có một lực lượng người ta khuyên là nên tập trung thúc ép chính quyền Kiev phải đàm phán với Nga, có thể nói như vậy. Nhưng mà trong đàm phán hiện nay thì họ thấy rằng nếu cái đàm phán vào giờ lúc này đó, thì rõ ràng là chính quyền Kiev đang ở thế yếu. Mà khi đàm phán mà ở thế yếu chắc là thiệt thôi. Chứ họ muốn làm cái gì đấy? Cái tấn công người quốc mùng 8/6/8 vừa rồi của chính quyền Zelensky này, trong cả mục tiêu là có mục tiêu này đấy ạ.
đánh một trận thọc thẳng với quốc này để có thêm vốn liếng, một con bài để mặc cả với Nga khi đàm phán. Đến bây giờ thì rõ ràng cái quốc sớm muộn thất bại. Nga tuyên bố rồi, trước mùng 1 tháng 10 năm 2024 này phải đuổi hết được Ukraine khỏi cuộc. Và dư luận phương Tây, tôi đồng ý về nhiều cái bài viết của các học giả phương Tây nói đấy thất bại. Đánh vào quốc làm thất bại, chiến lược đẩy Ukraine vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tập trung vào đấy gần 10.000 quân tinh nhuệ, trong khi cái lực lượng binh lực rất yếu, rất mỏng, để cuối cùng thất bại. Cho nên cái chuyện đánh vào quốc cũng có mục đích tạo thêm vốn liếng, con bài để mà cả về Nga nhúng khó. Bây giờ họ Mỹ và phương Tây và đồng minh của Ukraine ở thế kẹt. Thực chất là Mỹ và đồng minh của Mỹ trong cái canh bạc Nga Ukraine là đang ở thế tiến được lùi cũng được. Lùi nữa thì vẫn có vạch đỏ của Nga thì nguy cơ dẫn đến chiến tranh. Tổng lực. Lùi xuống được nữa, tiến không được, lùi cũng được. Bằng mọi cách ý đồ là thôi. Cung cấp đầy đủ tiền bạc, vũ khí, thông tin, tình báo để đưa người sang. Trong bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hiện là có người của Mỹ, có sĩ quan Mỹ, sĩ quan của Anh, của Pháp, của Đức đấy ạ. Giúp quyết định chiến lược chính sách. Rất nhiều sĩ quan kỹ thuật giúp hướng dẫn sử dụng vũ khí của phương Mỹ, phương Tây. Cố gắng tạo ra một cái thắng lợi nào đấy. Từ đấy bắt đầu đàm phán. Ý đồ thực chất như vậy. Phải có một thắng lợi nhất định để có thêm vốn liếng của đàm phán chứ. Chứ hiện nay cho nên cái ngồi về đại diện của Nga ra ngồi sao được. Mà tháng 7 năm ngoái, tôi còn nhớ một lần Ngoại trưởng Nga Lavrov còn nói một câu mà tôi nhớ mãi. Họ tức nói về Ukraine nè, chuyện với Zelensky đấy, càng đẩy lùi cái đàm phán với Nga thì họ càng thua thiệt. Đến bây giờ cái ý kiến của Lavrov là đúng. Kể từ tháng 7 năm 23 bây giờ, rõ ràng là cái thế trên chiến trường nó nghiêng về phía Nga nhiều hơn là phía Ukraine. Nhưng mà họ mắc kẹt, cố gắng bằng một cách tạo ra một thắng lợi để bước đàm phán để qua lợi. Nhưng bây giờ không làm sao mà tạo ra cái thắng lợi cả. Trên bản thân những người hoạch định chính sách của Washington và Bruxelles cùng bế tắc ở trạng thái lên không được, xuống được, tiến được, lùi không được. Và có lẽ họ giữ nguyên trạng thái này sau bầu cử, có lẽ chúng ta cho đến ngày 5 tháng 11 đã. Rồi sau đại dịch sau. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, không chỉ trên đất liền, mặt trận trên biển giữa Nga và Ukraine cũng đang hết sức căng thẳng. Sau khi Ukraine liên tiếp triển khai tấn công, hạm đội biển đen Nga đã buộc phải di rời nhiều tàu chiến khỏi bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Krasnodar. Vậy hạm đội Nga đang có những toan tính gì? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Hạm đội biển đen của Nga được cho là đã sơ tán khỏi căn cứ hải quân tại cảng Novorossiysk để tránh mối đe dọa từ các tên lửa tầm xa mà Mỹ và Anh gửi cho Ukraine. Sau khi Ukraine liên tiếp triển khai tấn công, hạm đội biển đen đã buộc phải di rời nhiều tàu chiến khỏi bán đảo Crimea và đến căn cứ Novorossiysk ở vùng Krasnodar. Novorossiysk là trung tâm hậu cần quân sự quan trọng của Nga. Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Sutton, nhà nghiên cứu an ninh hàng hải và nhà phân tích nguồn mở, nhấn mạnh việc Nga sơ tán tàu chiến khỏi căn cứ Novorossiysk. Ông chia sẻ hình ảnh vệ tinh của khu vực này và cho biết, dường như là phản ứng trước các mối đe dọa từ trên không từ phía Ukraine, khi có thông tin tên lửa Storm Shadow có thể được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Cũng theo ông, các tàu hải quân Nga dường như đã hoàn tất việc sơ tán khỏi Novorossiysk. Hiện không rõ các tàu hải quân Nga đã di rời đến đâu. Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa lên tiếng bình luận. Còn theo ông Anderson, nhà phân tích của Open Sound Intelligence, có khả năng các tàu thuộc hạm đội biển đen đã phân tán ra xa hơn về phía nam dọc theo bờ biển qua Gerenhik. Mặc dù phần lớn hạm đội biển đen đã rời Novorossiysk, nhưng có một số ít vẫn ẩn náu trong số các tàu thương mại. Ông Anderson cho rằng đây là hai tàu lớp Bora, một tàu lớp Ropucha và một tàu lớp Grivat. Thông tin Ukraine có thể sẽ sớm được phương Tây cho phép sử dụng các loại vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga đã xuất hiện từ tuần trước.
Lâu nay, Kyiv đã thúc giục các đồng minh phương Tây cho phép tấn công những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng các loại vũ khí như tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS do Mỹ cung cấp, với hai biến thể có tầm bắn 165 km và 300 km, cùng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh có tầm bắn 250 km. Tuy nhiên, những yêu cầu này cho đến nay vẫn bị từ chối do các nước lo ngại sẽ làm leo thang cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hồi tháng 4, Hải quân Ukraine cho rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị vô hiệu hóa. Còn vào tháng 6, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Ukraine Andriy Zhukov cho hay cuộc săn lùng không được dừng lại, nhằm ám chỉ tới việc các lực lượng Kyiv sẽ tiếp tục tấn công tàu chiến Nga. Gần đây nhất, hôm 5 tháng 9, các xuồng không người lái USV Ukraine đã tấn công thành phố cảng Novorossiysk. Vào thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 2 USV Ukraine ở phía đông bắc Biển Đen. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, hạm đội Biển Đen của Nga mới đây được cho là đã sơ tán khỏi căn cứ hải quân tại cảng Novorossiysk để tránh khỏi mối đe dọa từ các tên lửa tầm xa mà Mỹ và Anh đã gửi cho Ukraine, nhưng không rõ là đi đâu. Vậy Nga đang có tính toán gì về thế trận trên biển, thưa chuyên gia? Về cái hạm đội Biển Đen thì phải nói thế này. Hạm đội Biển Đen là hạm đội đầu tiên thế giới. Lịch sử lâu đời nhất thế giới, hơn 200 năm rồi. Cái hạm đội Nga là có đầu tiên thế giới Biển Đen, trước các hạm đội của Mỹ, của Anh, của Nhật, của Đức, của truyền thống. Nhưng mà tôi tin rằng là trong cái cuộc chiến Nga-Ukraine từ năm 2002 đến bây giờ, có lẽ Nga cũng bất ngờ, chưa tin lường hết được cái vai trò nguy hiểm của các cái loại phương tiện không người lái. Phương tiện không người lái tức là máy bay không người lái, các phương tiện không người lái trên bầu trời, phương tiện không người lái trên biển, trên mặt nước. Vừa rồi cái tấn công vào hạm đội Biển Đen ở Crimea chủ yếu thông qua phương tiện không người lái. Phải chăng là Nga chưa tính hết điều này? Họ mới chuẩn bị cái phương án là đánh đối đầu bằng tàu thôi ạ. Tàu chiến, tàu ngầm thôi. Chứ còn bây giờ vừa rồi, 3 năm, 2 năm vừa rồi là Ukraine chơi là thuyền không người lái. Chắc loại UAV, USV. Về. Máy bay không người lái. Thì tôi có cảm giác rằng Nga chưa chuẩn bị. Chưa chuẩn bị đối phó lúc này. Và thất bại. Cái con tàu lớn chìm, một số tàu nữa cũng bị thương. Cho nên tôi nghĩ trong cái dòng bị đen này, rõ ràng nói gì thì nói chứ, Nga ở thế bị động đối phó. Do họ chưa tiến lường được xuất hiện những loại vũ khí mới trên mặt nước và trên không. Không có người lại. Phải chăng là như mà tôi tin là như vậy. Hôm nay họ phải điều chỉnh chứ. Thật ra hệ thống phòng không của Nga S-300, S-400 rất mạnh. Nhưng mà mạnh là với cái, đối với máy bay của Ukraine thôi ạ. Đối với tên lửa Ukraine thôi. Chủ yếu máy bay thế. S-400, S-300. Nếu máy bay của Ukraine đánh vào chắc chắn là khó mà được. Máy bay có người lái nè. Có cái loại máy bay tiêm kích. Chứ còn cái loại mà máy bay không người lái trời đất ơi, có hàng nghìn chiếc. Thì rõ ràng S-300 cũng không thể khi nào xử lý được không? Cho nên đây có lẽ là vấn đề cái xuất hiện những cái loại phương tiện không người lái trong chiến tranh. Lần đầu tiên xuất hiện đậm đặc trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine này. Nó thức tỉnh cả tất cả các quốc gia khác. Kể cả những cơ quan quân sự hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, như Trung Quốc, như Ấn Độ, như Anh, như Pháp. Lần đầu tiên có một cuộc chiến mà cả cái phương tiện bay bơi, có thể tạm thời gọi là bay bơi không người lái, làm chủ bầu trời, làm chủ con biển. Riêng cái chỗ mà cái hạm đội Biển Đen của Nga thiệt hại lớn là vì chỗ này. Vì họ cũng chuẩn bị kịp đối phó, buộc lòng họ phải chuyển. Phải chăng như vậy? Tôi cho đúng như vậy thôi ạ. Bây giờ trương cái 300-400 mà cũng không giải quyết được. 300-400 cũng tốn kém lắm cho đơn giản đâu ạ.
mà dùng ảnh bắt ra mà bắn một cái máy bay không người lái thì vô nghĩa. Dùng cả hàng chục triệu đô, trăm triệu đô mà bắn máy bay không người lái thì 10.000 đô thì nguy rồi. Cho nên có lẽ trước cái tình hình mới như vậy thì họ buộc lòng phải di chuyển thôi, phải sơ tán thôi. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì với những thiệt hại nhiều như vậy ở mặt trận trên biển của hạm đội biển đen Nga thì Nga đã có những biện pháp gì để ứng phó? Thật ra thì kỳ năm 22 là cái năm mà Nga bị động. Năm 23 là bắt đầu đối phó. Đến bây giờ thì bắt đầu họ có vẻ chủ động hơn. Cái quan trọng nhất vẫn là dùng các cái thiết bị để chống lại cái thiết bị bay và thiết bị bơi không người lái thôi ạ. Chứ còn Ukraine chưa dùng máy bay tiêm kích F-16 để đánh cả 5 đội biển đen. Chứ dùng những vũ khí hiện đại của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Đức để đánh hạm đội biển đen. Hạm đội biển thua thiệt. Vừa rồi chủ yếu là các thiết bị bay và bơi không người lái thôi. Và bây giờ họ buộc lòng phải có thiết kế một hệ thống. Thứ nhất, radar cảnh báo sớm cái loại này. Radar phát hiện được cái vũ khí bằng sắt thép thì dễ. Chứ bằng cái vỏ nhựa thì không đơn giản đâu ạ. Mà phần lớn các cái bằng nhựa hết. Chứ buộc lòng xung quanh cái nơi mà căn cứ mới của hạm đội biển đen á, họ phải có một hàng rào điện tử và phi điện tử. Cảnh báo sớm 3 lớp cách cái trung tâm hạm đội biển đen 10 cây số, 20 cây số, 50 cây số. Phải bố phòng như vậy, phát hiện sớm. Thứ hai, phòng không. Phải dùng hệ thống phòng không giá rẻ để đánh bài được cái thiết bị không người lái. Dùng hệ thống phát hiện được cái thiết bị bơi không người lái, đánh chặn từ xa. Thì cái này Nga đang làm. Một năm nay Nga cũng làm. Các nhà khoa học quân sự Nga, các chuyên gia kỹ thuật Nga đang làm chuyện này. Như vậy là họ sẽ có 3 cái vòng bảo vệ. Cách cái trung tâm 10 cây số, 30 cây số, 50 cây số. Chiều cách như vậy không có cách nào khác cả. Chứ còn tất nhiên họ cũng phải bố trí cái S-300, S-400 phòng bị sau này, rồi Ukraine sử dụng cái F-16 dùng tới nửa tầm xa đánh thì có cái F-300-400 xử lý. Nhưng thật ra thì cái đối phó với F-16 không khó bằng đối phó với cái máy bay không người lái. Đối phó với tàu chiến của Ukraine không khó bằng đối phó với cái thuyền không người lái mà Nga đang làm. Cái thất bại của năm 22 buộc lòng Nga phải điều chỉnh. Chuyển toàn bộ cái trụ sở, cái nơi néo đầu của hạm đội biển đen sang chỗ khác. Tổ chức hệ thống phòng thủ tốt hơn ở 3 tầng nấc, cả trên không và trên biển. Họ đang làm như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, Mỹ và Nga đều đang duy trì cán cân ảnh hưởng trên cả 3 lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chiến sự ở Ukraine, bao gồm truyền thống, viện trợ và thực địa. Vậy thì các nước sẽ làm gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong khi nước này đang thông tin rằng là mình phải tự lực cánh sinh trong việc sản xuất đạn pháo và xe tăng? Cái thời Liên Xô ấy, ở cái Donbass, cái vùng phía đông giáp với Nga ấy, đấy là có hàng chục cái doanh nghiệp, cái sự nghiệp lớn sản xuất tên lửa, sản xuất tổng thành xe tăng cho tàu thủy, cả tàu ngầm, cả máy bay nữa. Cái Donbass là một trong những trung tâm công nghiệp quân sự quan trọng của Liên Xô cũ đấy ạ. À. Và người Ukraine cũng thông minh, cũng kém như người Nga đâu. Nhiều thế hệ được đào tạo rất cơ bản về sản xuất vũ khí. Họ giỏi lắm. Năm 91 khi nó xuất ra là có một ngoan quả tên, ngoan quả bom nguyên tử ở Ukraine cơ mà. Chứ phải nói là thứ nhất, đây là một cái đội, họ có một chuyên gia thông minh, tài giỏi, đào tạo từ thời Liên Xô. Còn nền công nghiệp quân sự hiện đại, chứ họ sản xuất được, đúng đấy ạ. Tất nhiên họ sản xuất được, nhưng mà có lẽ cũng như họ nói, sản xuất được một thì họ nói 10, nói thêm như vậy để mà khóa trương, để mà động viên người dân Ukraine, binh sĩ trong nước và tiến bộ thế giới thôi. Chứ cũng không phải như là họ nói đâu, nhưng mà tôi họ có sức mạnh thực sự. Chứ còn thật ra mà nói thì
nếu mà không sản xuất được vũ khí đó, thì cuộc chiến này với ý nghĩa 100% cuộc chiến ủy nhiệm. Người Ukraine cầm súng của Mỹ phương Tây, cầm tiền của Mỹ phương Tây, đội mũ của Mỹ phương Tây, mặc áo giáp Mỹ phương Tây để đánh Nga. Chứ cái sản xuất vũ khí của Ukraine còn có ý nghĩa về mặt chính trị đối ngoại nữa, chứ không chỉ phục vụ cuộc chiến tranh này đâu ạ. Nếu không sản xuất được cái gì cả thì quả ra trần trụi là những binh sĩ của Ukraine mặc áo Mỹ, mặc áo châu Âu, đội mũ Mỹ, đi giày châu Âu, khoác súng Mỹ, dùng vũ khí châu Âu để đánh Nga. Cho nên thực chất là nó có ý nghĩa thực tiễn, tức là nếu sản xuất được thì nó phục vụ kịp thời hơn là chờ đợi nước ngoài viện trợ, nhưng đồng thời nó có ý nghĩa về chính trị. Thực chất mà nói như vậy, cả chính trị đối nội và cả chính trị đối ngoại. Thế nếu không sản xuất được cái gì cả thì trần trụi lên cuộc chiến ủy nhiệm 100%. Người Ukraine sử dụng vũ khí phương tiện chiến tranh của nước ngoài đánh Nga, chứ họ buộc lòng về sản xuất. Nhưng họ còn làm được, họ giỏi, họ cơ sở, họ có nền tảng công nghiệp quốc phòng, phục vụ trực tiếp chiến tranh vẫn thuận lợi nhiều. Nhưng đồng thời nó còn có ý nghĩa về chính trị đối ngoại và cả đối nội nữa. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia, thưa quý vị, Tổng thống Putin mới đây đã gửi lời cảnh báo đến NATO nếu phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí viện trợ Ukraine. Vậy Nga đang có những động thái gì? Sau đây chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Tâm Hằng thường trú tại Nga. Xin chào phóng viên Tâm Hằng. Thưa phóng viên, chị nghĩ sao về lời cảnh báo của Tổng thống Vladimir Putin về việc Nga có thể thử vũ khí hạt nhân nếu phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí viện trợ Ukraine? Và ông nói điều này tương đương với việc khơi mào chiến tranh giữa NATO với Nga. Liệu đây chỉ là lời đe dọa hay điều này có thể xảy ra? Vâng, xin chào biên tập viên Nga Vũ. Trong lời cảnh báo mà ta đang nhắc đến, Tổng thống Putin cho rằng việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga có nghĩa là NATO tham chiến. Và như vậy là NATO đang tuyên chiến với Nga. Ngày hôm sau, Tổng thư ký NATO đáp lời cho rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa chính xác cao trong tấn công Nga không phải là vượt lằn ranh đỏ. Dường như NATO hy vọng rằng như vậy thì Nga sẽ không có cớ để tuyên chiến. Nhưng một lần nữa, ông Putin không mắc bẫy. Giới quan sát bình luận rằng người đứng đầu nước Nga đang đưa ra ranh giới đỏ của riêng mình. Lằn ranh đỏ theo phương Tây là việc cho phép, còn theo người đứng đầu nước Nga đó là việc sử dụng vũ khí chính xác cao tầm xa mà ông tin rằng Ukraine không có khả năng sử dụng nếu không được cung cấp thông tin trinh thám từ vệ tinh phương Tây. Và như vậy, tuyên bố của ông nhắm đến một số chủ nhân các loại vũ khí này, những người dù không công bố nhưng đã cho phép Ukraine sử dụng. Giờ đây, tín hiệu đã đến trúng đích. Vấn đề là phương Tây sẽ kết luận như thế nào từ tín hiệu này? Vâng, thưa phóng viên, thông tin Ukraine triển khai ít nhất 54 UAV tập kích lãnh thổ Nga gây ra vụ nổ quy mô lớn ở tỉnh Svir, nghi là do trúng kho đạn. Thì điều này có đúng không, thưa phóng viên? Vâng, theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 9, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn được 54 UAV tại 5 tỉnh biên giới với Ukraine của Liên bang Nga. Trong khi đó, thì các kênh Telegram địa phương thông báo UAV đã đánh trúng một kho đạn tại thành phố Taropest ở tỉnh Tver và gây ra cháy. Taropest nằm cách biên giới 460 km. Tại đây có một số căn cứ quân đội và đã từng bị tấn công hồi tháng 5. Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thì không nhắc gì đến vụ việc. Trong khi văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky thì đăng tải clip về vụ cháy với bình luận phi quân sự hóa nước Nga là cần thiết để chấm dứt khủng bố. Cho đến nay, Taropest đã có thông báo sơ tán người dân lên đến 3.000 người. Còn bộ tình trạng các khẩn cấp thì khuyến cáo không nên đăng tải các thông tin từ địa điểm xảy ra vụ tấn công để tránh làm ảnh hưởng đến an ninh của đất nước. Chính quyền thành phố thì đã đóng cửa rừng đối với người và phương tiện cho đến ngày 1 tháng 10 để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình xử lý hậu quả từ cuộc tấn công UAV. Đây không phải là đợt tấn công UAV ồ ạt đầu tiên vào lãnh thổ Nga từ phía Ukraine. Chỉ riêng trong tháng 9 đã xảy ra 3 đợt như vậy. Trong đó, đợt cao điểm nhất có tới 159 chiếc UAV trong một đợt tấn công. Vâng, thưa phóng viên Tâm Hằng, vậy hiện tại chiến sự Nga-Ukraine đang diễn biến ra sao tại Kursk? Vâng, bắt đầu từ ngày 10 tháng 9,
Nga tăng cường các hoạt động phản công tại Kursk, đồng thời tiếp tục tấn công tại các hướng khác. Điều đó cho thấy Nga đã kịp thời bổ sung lực lượng nói chung, còn lực lượng Nga ở Kursk thì đã được củng cố và dần chiếm thế chủ động. Ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giải phóng 10 khu định cư tại Kursk chỉ trong 2 ngày. Đến ngày 18, họ tuyên bố giải phóng thêm 2 ngôi làng nữa ở đây. Theo thông tin từ người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Akhmat, thì Ukraine đang dần mất đi các vị trí đã chiếm được tại Kursk, còn lực lượng Nga thì đang có bước tiến ở đây. Bộ Quốc phòng Nga ước tính, kể từ đầu chiến dịch tấn công, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 14.000 binh sĩ tại Kursk. Với Kursk, Tổng thống Nga đặt ra nhiệm vụ bắt buộc phải đánh đuổi được kẻ thù ra khỏi lãnh thổ. Còn Tổng thống Ukraine Zelensky thì tuyên bố muốn nhắm đến cuộc sống yên bình ở Nga. Và có lẽ cả hai bên đều đang đạt được nhiệm vụ của mình. Tâm Hằng, thường trú trong quốc gia Việt Nam tại Liên bang Nga. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phóng viên Tâm Hằng thường trú tại Nga. Quay trở lại với trường quay, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, trong bối cảnh chiến sự vẫn hết sức căng thẳng thì Tổng thống Putin đã có chuyến thăm tới Mông Cổ. Ngoài ra trước đó là những chuyến thăm đến các nước khu vực châu Á. Vậy thì những chuyến thăm này có mục đích gì và Tổng thống Putin có dự định gì trong thời gian sắp tới, thưa chuyên gia? Đúng là từ đầu năm 24 bây giờ, tôi nói cái năm nay thôi ạ. Trong bối cảnh chiến tranh ác liệt như vậy, nóng bỏng như vậy, thế mà Tổng thống Putin đã liên tục có các chuyến đi thăm, chủ yếu sang châu Á, sang Trung Quốc, sang Mông Cổ, sang Triều Tiên, sang Việt Nam, sang Uzbekistan. Với có từng ấy thời gian mà đi như vậy, có lẽ cái thông điệp mà tham gia đi vào 5-6 nước châu Á trong đầu năm 24 này đó, có lẽ Tổng thống Putin muốn gửi cái thông điệp với phương Tây, để cho dù phải chịu đến hơn 17.000 lệnh trừng phạt bao vây cầm vần, nhưng mà Nga không bị cô lập. Nga hoàn toàn bị cô lập. Cái trừng phạt, cái cô lập Nga là không thành công rồi. Cái thông điệp thứ hai Nga muốn gửi đến là gì? Đặc biệt chuyến đến Mông Cổ đầu tháng 9 vừa rồi. Mông Cổ là một nước thành viên của Tổ chức Hình sự Quốc tế ICC. Mà tháng 3 năm ngoái, ICC đã phát lệnh là phải bắt Tổng thống Nga Putin. Nước Nga dám đến một cái nước một thành viên. Muốn nói cái gì? Nga trả lời đánh thẹp với phương Tây rằng quả ra là các ngài, những cái quyết định các ngài chẳng có giá trị gì cả. Nga không tham gia ICC. Mông Cổ là thành viên. Thế mà đến Ulaanbaatar được đón tiếp nồng hậu nhất từ trước đến nay. Không chỉ về cái bản đầy vác đâu mà thái độ đón tiếp của người dân, của lãnh đạo Mông Cổ hết sức nhiệt tình, thân tình như thế như vậy. Thì cái thông điệp thứ hai của Tổng thống Putin muốn nói phương Tây rằng là những cái đình chế của ngài lập ra không có giá trị gì cả. Cái mục tiêu thứ ba, thắt chặt về phương Đông. Cái Mông Cổ hơn 1 triệu người thôi ạ. Cái số lượng cư dân Mông Cổ chỉ bằng 1/7 cái số lượng người Hà Nội thôi, bằng 1/12 số người dân ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Có 1 triệu người, hơn 1 triệu người mà diện tích rộng mênh mông, hơn 3 triệu cái số, nhìn thì có vẻ nhưng có gì ghê gớm cả. Nhưng mà Mông Cổ giáp với Trung Á, Trung Á sân sau của Nga, của Liên Xô. Trung Á là nằm giữa trung tâm của lục địa Âu. Trung Á có vị trí đặc biệt quan trọng, địa chính trị, địa chiến lược, địa kinh tế quan trọng. Và Nga suy yếu. Hoa Kỳ là 7 năm tập trung tác động vào đây, lôi kéo nó mà.
ảnh hưởng về kinh tế lớn nhất ở Trung Á là Trung Quốc. Chắc chắn Ấn Độ cũng chậm chân đang củng cố một quan hệ với Trung Á. Thậm chí phía Tây Bắc là Thổ Nhĩ Kỳ, một cường quốc Trung Đông, một thành viên NATO, có tiềm lực quân sự và kinh tế rất mạnh, cũng đang tập trung vào củng cố mối quan hệ Trung Á. Các cường quốc khác cả Trung Đông như là Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng bắt tay vào Trung Á. Ả Rập Xê Út cũng bắt tay vào Trung Á. Trung Á trở thành một trung tâm tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc trong ngoài khu vực. Mông Cổ giáp Trung Á. Chỉ 1 triệu dân thôi ạ. Nghèo. Ngỏ vị trí địa chính trị, địa kinh tế, địa chính là quan trọng lắm. Trung Á nằm kẹt giữa Nga và Trung Quốc. Đến Mông Cổ. Mông Cổ nằm kẹt giữa Nga và Trung Quốc. Đến Mông Cổ. Củng cố mối quan hệ hữu nghị. Kinh tế. Đặc biệt là cái dòng chảy Siberia 2 đi qua Mông Cổ. Từ Siberia sang qua Mông Cổ đến Trung Quốc. Trên đây có thể nói là nên lưu ý là có một cuộc dừng chân ngày đầu tiên của Tổng thống Nga Putin vào kỷ niệm 85 năm cái trận chiến Kharkiv. Đấy là trận chiến Nga đánh bại Nhật năm 1939, buộc Nhật về cái hiệp định là không được xâm phạm đối nhau. Cho nên ông ta sang dự kỷ niệm 85 năm này, trận chiến Kharkiv này, có ý nghĩa răn đe nhắc nhở cả Mỹ và Nhật Bản, đồng minh của Mỹ, đồng thời cũng gián tiếp nhắc nhở chính quyền Mông Cổ và người dân Mông Cổ đừng quên lịch sử. Chính người Nga đã giải phóng giúp bằng ngài đấy ạ. Trên cái việc mà kỷ niệm 85 năm cái trận Kharkiv này có nhiều ý nghĩa lắm trong bối cảnh hiện nay. Như vậy là toàn bộ những chuyến đi của Putin về phương Đông này, về cái lý lẽ, về chiến lược mà nói, trực tiếp từ ngày 24 tháng 2 năm 2 bây giờ, gần như Nga với châu Âu là có một khổ ngăn cách rồi. Còn lâu mới khỏa lấp được. Nước Nga chủ yếu ở châu Âu. 500 năm vừa rồi, tất cả cuộc chiến của Nga ở châu Âu, cho dù 80% lãnh thổ Nga ở châu Á, nhưng lịch sử Nga 80% nằm ở châu Âu. Nga là châu Âu. Nhưng trong bối cảnh từ 24 tháng 2 năm 2 bây giờ, giữa Nga và châu Âu đã bị có một cái hố ngăn cách khổng lồ, buộc lòng Tổng thống Putin phải chuyển sang châu Á, sang hướng Đông. Hướng Đông với Trung Quốc, hướng Đông với tất cả các nước Biển Đông, trong đó có cả ASEAN đấy ạ. Khi cái quan hệ lịch sử gắn bó với châu thì dạng là đứt đoạn. Hiện nay chiến lược của Putin là hướng Đông, bắt tay chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Mông Cổ là một nắm chiến lược hướng Đông, Triều Tiên là hướng Đông, ASEAN là hướng Đông, buộc lòng phải điều chỉnh chiến lược. Nhưng tôi cho rằng cái hướng Đông này là cần thiết đối với Nga hiện nay. Nhưng về lâu dài sau cái kết thúc chiến tranh Ukraine rồi thì có lẽ ra chúng chưa tiên lường được khoảng thời gian bao lâu, nhưng mà nước Nga vẫn châu Âu thôi. Châu Âu không có Nga thì không thành nữa châu Âu. Nga không có châu Âu, Nga không phát triển được. Trong bối cảnh bức bách chiến tranh hiện nay, Điện Kremlin muốn một vị ngã sang phương Đông, mang tính tất yếu khách quan của nó. Nhưng đây để mang tính tình huống nhất thời. Bản chất Nga là châu Âu. Không hợp tác với châu Âu, Nga không phát triển được. Phải nói thẳng mà nói như vậy đấy. Hướng Đông này chỉ là cứu Nga khỏi cái khủng hoảng thôi, giúp Nga khỏi sụp đổ thôi ạ. Chứ còn muốn phát triển dứt khoản, Nga phải bắt tay với châu Âu. Ngược lại, châu Âu không có Nga không thành đấy châu Âu. Vì lâu dài mà nói, châu Âu không có Nga không thành đấy châu Âu.
trên về lịch sử, văn hóa, kinh tế, địa lý, Nga và châu Âu là một. Trong bối cảnh hiện nay là vì họ tách biệt với châu Âu, vì châu Âu gần như là đối lập hoàn toàn, buộc lòng phải hướng đông. Hướng đông là cần thiết, là đúng đắn. Chính Mỹ, cái mục đích của Mỹ là tách rời Nga khỏi châu Âu. Ý đồ chiến lược của Mỹ suốt từ năm 1945 đến bây giờ, sau kết thúc chiến tranh thứ hai, 89 tổng thống Mỹ có một chủ trương chiến lược xuyên suốt, không thay đổi, cho dù người đảng ý dụ là Nga, bằng mà cách tách châu Âu khỏi Nga. Tách châu Âu không được cho phép Nga hợp tác chặt chẽ với châu Âu. Đến bây giờ vẫn thế. Bởi vì cái giới tinh hoa của Mỹ rất rõ sợ rằng là Nga mà hợp tác chặt chẽ với châu Âu này, thì trở thành một lực lượng vượt trội so với Hoa Kỳ trên lục địa Âu này này. Năm 1904, cái đây 120 năm, một nhà địa chính trị học Anh đã nói rằng lục địa Âu sẽ trung tâm của thế giới sau này. Sức mạnh của thế giới bắt nguồn từ lục địa Âu. Lục địa Âu sẽ chi phối thế giới. Ai nắm được lục địa Âu thì kẻ ấy sẽ chi phối thế giới. Gần 80 năm rồi. Thì rõ ràng là tất cả mọi tổng thống của Mỹ, bất kể người của đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, người da trắng hay da màu, đều có một chiến lược xuyên suốt, không thay đổi tí nào cả. Cho dù ông tổng thống Donald Trump nó khác hoàn toàn về Joe Biden, về việc này và kia, nhưng cái này không khác. Bằng mọi cách tách Nga khỏi châu Âu chấm hết. Hiện nay đang theo con đường này. Nguyên nhân sâu xa cuộc chiến tranh Nga Ukraine là từ bắt đầu từ đây. Sau cuộc chiến này, sau cơn bão tố này rồi, sớm muộn Nga phải quay lại với châu Âu. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương với những chia sẻ nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa chuyên gia, thưa quý vị và các bạn, việc các đồng minh quan trọng nhất của Kiev lần lượt bày tỏ thái độ không mấy mặn mà với đề nghị của Kiev, phải chăng cho thấy lời cảnh báo về làn xanh đỏ mới của Nga có tác dụng và liệu nó có thể báo trước một bước ngoặt nào cho cuộc xung đột trong bối cảnh Nga đang chiếm thế thượng phong trên chiến trường? Chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình, biên tập viên Nga Vũ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và đến bây giờ thì tôi tin rằng Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thấy rằng không có khả năng thắng Nga rồi. Chỉ có điều ông ta không nói thôi. Và ông ta muốn làm gì? Lôi kéo cả NATO vào đánh Nga. Bản chất là muốn lôi kéo toàn bộ NATO vào đánh Nga. Ông Medvedev chưa nói là vũ khí gì cả, nhưng mà chắc chắn biến toàn bộ lãnh thổ Ukraine trở thành một vùng xám ở châu Âu, kết thúc cuộc chiến này. Trong cái dòng bị đen này, rõ ràng nói gì thì nói chứ, Nga ở thế bị động đối phó. Do họ chưa tiến lường được xuất hiện những loại vũ khí mới trên mặt nước và trên không. Và người Ukraine cũng thông minh, cũng kém như người Nga đâu. Nhiều thế hệ được đào tạo rất cơ bản về sản xuất vũ khí, họ giỏi lắm. Nếu mà không sản xuất được vũ khí nữa, thì cuộc chiến này với ý nghĩa 100% cuộc chiến ủy nhiệm. Chứ cái sản xuất vũ khí của nó còn có ý nghĩa về mặt chính trị đối ngoại, chứ không chỉ phục vụ cuộc chiến tranh này đâu ạ. Có lẽ cái thông điệp mà tham gia đi vào năm sáu nước châu Á trong đầu năm 24 này nữa, có lẽ Tổng thống Putin muốn gửi cái thông điệp với phương Tây, cho dù phải chịu đến hơn 17.000 lệnh trừng phạt bao vây cầm vần, nhưng mà Nga không bị cô lập.
tiếng qua của Mỹ rất rõ sợ rằng là Nga mà hợp tác chặt chẽ với châu Âu thì trở thành một lực lượng vượt trội so với Hoa Kỳ.